Vâng, tin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục vào chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mình em sẽ thanh lý xả kho đấy, bán nhanh giảm giá cho bác luôn để các bác cùng dễ mua và chốt đơn nhá. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Đó thì một số các mặt hàng hiện tại hôm nay em sẽ quay giảm giá thanh lý, các bác cùng xem và chốt nhanh nhá. Đấy, mua hàng thì cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn. Đó thì em sẽ đi vào những cái mặt hàng đầu tiên. Đó, liên hệ mua hàng trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhà em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác cứ nhìn trực tiếp ở trên màn hình thì em tư gọi theo hai cái số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng nhá. Rồi em vào luôn cái mặt hàng đầu tiên. Đó là cái túi đựng quần áo chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20.000 một cái nhá các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn cái màn dạng to, đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào. Thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20.000 một túi nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi. Giá rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến, các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng kềnh thì các bác cứ nhét hết vào cái túi luôn cho em. Thì đây. Đấy, cái túi này nó rất là to luôn. Cái túi này nó rơi khoảng tầm 100 lít mà các bác. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra. Mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn, nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt, các bác để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, khi mà đựng xong thì các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua cho cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn mà. Đó, kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20.000 một cái thôi, 20.000 một cái túi đựng quần áo chăn màn nhá. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn, cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430.000 một cái. Và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430.000 một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 x 20 x 20. Giá hiện tại bên em đang bán là 430.000. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn. Chắc chắn chất lượng lắm. Đây các bạn cùng nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách với nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng, nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà. Cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4 kg. Đấy, tầm 4 kg 4 kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy thì ở đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này, kích thước của nó tổng thể chiều dài này, chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như ngăn dưới là ngăn to, các bác đựng như đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên, ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cà lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi, mình làm nghề các thứ, các bác tìm nó rất là dễ, tìm rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ mà thứ hai là
mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh gọn. Đó, rất là thông minh nhá, thiết kế cực kỳ thông minh, và lúc nào mà dùng xong thì các bác lại gập nó lại đấy, gập nó lại thì rất là gọn gàng đấy, gập lại nha. Đây toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán ngon lành luôn nhá các bác nhá. 3 tầng, màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó. Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận thì các bác mua cho mấy khóa nhỏ, các bác quặc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trường công trình, đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó trước các thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn ạ. Em thấy chất lượng rất ok nhá. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm, các bác bảo là chắc chắn là dùng ok. Với mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn các thứ này, các bác nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá, nên nó rất là đẹp. Đó đây. Phần tay cầm này toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày rất chắc chắn lắm, nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi, hàng của Kirito, yên tâm chất lượng lên. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn, kích thước là 42 x 20 x 20 các bác nhá. Đó, khá là to, mở rộng ra 3 tầng, chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn. 430.000 đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá, đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ có thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng, đó là cái bóng đèn 8 cánh nha. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá, và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh nha em nha. Đây các bác nhìn này, đấy toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh, như các bác nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây có những cái quả này, cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này, đây có nhìn này, vẫn dùng ngon lành luôn nhá, vẫn dùng ngon lành luôn, nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi, có nhìn này, lỡ vỡ lòng sọc này, nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá, vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm, toàn bộ dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy, cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh nha. Đấy, có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, có nhìn chưa? Đấy, cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó này không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa, nên là cho ra cái ánh sáng, thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn. Đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn, rồi là những cái khuôn viên, rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây. Khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đây, các bác lên mã giúp em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy, các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng. Đấy. Thì mua cho em quả này, siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng, rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về, thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nhá, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá. Bán vẫn rất là chạy. Đó. 190.000 một quả nhá. 190.000 lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, các bác nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào hoặc là điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu các bác muốn xài nha thì các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết lại được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng, vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng ok luôn, chất lượng. 190.000 một quả nhá.
bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220 190k. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi. 1 đến 2 cái luôn, nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc, các bác để là thời tiết các thứ giờ nó rất là ẩm ướt. Đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn mặt nền này mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy, thì nguyên nhân là do như thế. Thì các bác mua cho cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá, thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua cho mấy kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy, cái này nó tùy chỉnh được không nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ, cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác đó, thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên, cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt này bác nhá, nó điều chỉnh tự do được nên là có yên tâm nhá, về hầu như là vừa hết luôn. Đó, thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít nữa em xả kho bán anh bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá, bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi, 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ một cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước là em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít các bạn, 5 lít, nói chung là cũng hơi cũ nhưng mà thôi, cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng đi hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn nha, để bác cùng xem này. Đấy, thì về thì các bác lắp đặt sẵn với nhà, hoặc là nếu mà nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy, thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá, ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra, còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào, sau đó là các bác siết cho con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc vào, bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy, thì đây nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá, cái chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng, các bác kê nó vào. Đấy, thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt này đây rất ok, chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn, các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nhà. Đấy, một hai cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này đây. Đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này, mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó, thì sản phẩm này thì không có gì phải chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy, cái là khách nhà em gửi đi, nhưng mà khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thì gửi về thì bị vỡ là em dùng từ đấy đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 lít. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi, nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó, em báo giá luôn nhá, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ, 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhá, 320.000 ưu đãi bào ship luôn, bào ship cho dễ bán luôn này.
bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship ở nhà. Công suất là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, sử dụng điện 220. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân ấm này. Một thân ấm nhá, đây, một thân ấm đây. Hàng Hikari này, đây. Có chữ dòng chữ Made in Japan là không nhìn không? Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất chắc chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống. Ấn mạnh em cái tạch cái là xong. Ở đây, phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này, các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái, bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây, phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này. Sử dụng điện 220 này, công suất là 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, có Hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá. Đây là phần đế ấm, toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó. Chân khâu đồng luôn nhá, các nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to. Phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để ở đây thôi. Đổ nước để ở đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cái tự động là nảy xong. Ok. Dung tích 2.3L để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng đang dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi. Dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy, là nó cái đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng Made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, Made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá, sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000 bao ship tận nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn đây bác, đó là cái lô cây gãy lưng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Cái cây gãy lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng thì các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. À, này. Khoảng tầm 40cm nhá, khoảng tầm 40cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãy lưng này, gãy lưng, gãy chân, gãy tay. Bình thường ví dụ nó vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãy rất là khó, thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãy nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãy này. Rất ok. Nó gọi là cái cây gãy lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại em đang xả kho gọi là chiên kính biếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Tại em đang grab kia một cái cây gãy lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây thôi nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây gãy lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãy lưng, gãy người, gãy ngọm rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãy nhá. Cây gãy lưng 10k một cái. Nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãy được, các bác phải nhờ người gãy cho ấy. Đấy, các bác mua ok về. Đấy, đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãy luôn. Mà tự tay mình gãy bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãy đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất các bác nhá. Đấy, cây gãy lưng 10.000 một cái cây gãy lưng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng bơm 2T của Stanley này, hàng Made in Japan. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T. Bơm 2T này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 220.000 một cây. Bao ship cho bác tận nhà luôn, giá này gần như là giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, bơm 2T nhá. Bơm 2T 2 xi lanh 220.000 một cây. Đấy, sản phẩm này thì bơm mới nguyên hộp luôn. Đấy, bơm mới nguyên hộp. Gia đình nhà có xe đạp, xe máy các thứ là các bác nên sắm cho một con này, rất tiện dụng. Đấy, các bác bơm đỡ phải mang ra quán xá này rồi đỡ phải đi mượn bơm. Về có cái là mình dùng xài luôn. Stanley Made in Japan nhá. Đấy, đây. Đấy, phần 2T này, 2T nó khi các bác bơm trợ lực bơm rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Phần T bóng mượt này, rất chắc chắn luôn. Toàn bộ khung của nó sẽ là khung thép nhá, sơn tĩnh diện, siêu chắc chắn luôn. Đây, đế chân các thứ ngon lành luôn này. Con này thì thao tác rất dễ, có cả phần đồng hồ đo áp suất nhá, phần dây bơm này. Dây bơm đầu bơm các bác cắm xe đạp, xe máy, ô tô bơm cho em thoải mái luôn. Đấy, con này bơm xe đạp, xe máy, ô tô thoải mái luôn nhá. Dây bơm thì chống cập chống quẫy này, các bác bóp cho em thoải mái này, các bác thả tay ra cái này lại về bình thường luôn. Đấy, thả tay ra cái lại về bình thường luôn. Dây bơm chống cọp chống gãy siêu bền nhá. Đây,
tay cá lại về bình thường, rất ok. Con này thì nếu mà các bác đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nhá, nhá. Đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nha. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bác đau chân thì các bác có thể lấy tay các bác dặn luôn. Nó hai ti và khi mà bơm trợ lực nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà bơm cái lượng hơi vào nó rất là khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Hoặc là nhà các bác có hay có nhiều xe, các bác mua con về bình thường các bác cứ phải ra quán ra xá các bác bơm. Đây các bác mua cho em luôn con này về, đỡ phải ra quán ra xá hoặc đỡ phải đi mượn. Về cái là bỏ ra em hơn 200.000 mà dùng nó yên tâm, có cái dùng luôn mà. Nhiều khi cần là có cái dùng luôn, thứ hai là đỡ phải đi mượn đi mõ hay là đỡ phải ra quán ra xá rồi. Đấy, bỏ ra em 200 xài thoải mái luôn. Đấy, nồi đồng cua đá hàng Nhật này yên tâm rồi. Đó, made in Japan nhá. Tan lây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2 ti nhá. 220.000 một cây, bao ship tận nhà luôn, 220.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn luôn cho bác, đó là cái lô kem anh răng của Nhật này. Đấy, kem anh răng của Nhật, kem muối nhá. Nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho. Tháng 3 ngày 8 xả kho bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem anh răng muối nhá. Giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy, rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn, vị mặn mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái kem này xong là mồm miệng thứ nào cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các nhá, Santa. Đấy, hàng kem răng muối của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Đấy thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng date mới nhá, hàng date mới luôn. Đấy, hàng date mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một típ thôi. 60.000 một cái típ kem răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi, rồi là mồm hôi các thứ rồi, đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một típ nhá, 170g cũng xả thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác này luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, em về lô mới bán anh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350.000 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cái thôi, 310.000 một cái lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Đấy, bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác mua các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây, mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn, mà cái thùng này nó cũng ngon các bạn, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, các bạn nhìn thấy lớp gioăng cao su này, nên là khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây phần lòng trong nó này, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này, sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây, nó là dạng kiểu dạng ấn đấy, ấn đúng không nhá. Đấy, các bác ấn cho em, ấn mạnh nhau này. Đấy, ấn mạnh nhau nhá, phải ấn mạnh nhá, các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần gioăng cao su nó rất là kín luôn, các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái, đây là các bác nhìn này, cái lá thép của nó này, nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây, cát tông này, đấy, 7.62 mm này, đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các bạn nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này, chiều dài của nó là 30 này,
chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Khá là to đấy các bác nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ ra. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng mẹ này. Nhiều bác bảo là rất dày, dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vất vả vật cho em thoải mái, siêu nồi đồng cô đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi, gọi siêu bền rồi, không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá, 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của Uyên Đài rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua cái bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá, 20.000 một cái cây bút điện nha. 20.000 một cái cây bút điện nha, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng này 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó. Cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4 5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các nhìn này. Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để rồi mà rất nhiều ánh sáng nha các nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây, các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đó. Hôm nay em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Nhìn xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây các bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bác nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng dây lạnh, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nha. Đấy, phụ kiện luôn đó là cái dòng vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha, giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này, 4, 6, 8, 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt thể 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái, còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hai lắp con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra,
tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm, thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Và tiếp theo là một cái sản phẩm mới mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo râu cổ điển nhá. Cái này thì em vẫn để cho bác cái mức giá rất dễ mua là 30.000 một cái này. Đấy. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo xanh. Đấy, bàn cạo hộp xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển đều được. Đấy, bàn cạo xanh nhá. Bàn cạo xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển 30.000 nhá. 30.000 một cái chiếc bàn cạo râu cổ điển như này. Đấy. Hộp của nó màu xanh thì em hay gọi là cái bàn cạo râu xanh. Đấy, con này hàng của thương hiệu Sever. Sever một trong thương hiệu chuyên về cái đồ cạo râu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, đây. Bên trong nó sẽ gồm có là một cái thân dao này, kiểu thiết kế theo dạng cổ điển này. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác cao tuổi nhìn phát là biết luôn. Các bác muốn mở được bác xoáy cái đuôi cho em ra. Đấy, thì nó sẽ mở ra. Đấy, và các bác cho dao lam vào đây, cho dao tem đây, sau đó các bác xoáy nó lại, siết nó lại. Đó, ok. Đây này, có cả chữ của hãng này. Đấy, rất là ok nhá. Con này bằng kim loại nhá. Toàn bộ thân thiết các thứ bằng kim loại luôn, cầm nặng trịch. Đấy, đi kèm bên trong có cả dao tem và thứ đầy đủ luôn. Và nó có một cái hay nữa là một cái gương. Ở đây nó có một cái gương này để các bác có thể soi các nhá. Đấy, tiện là các bác có thể soi luôn. Đấy, soi ngon lành luôn này. Đấy, rất ok các nhá. Đấy, dùng xong mình lại vệ sinh sạch sẽ, mình lại bỏ trong hộp, rất ok. Có cả cái hộp này rất là sang trọng lịch sự nhá, đẹp chất lượng luôn. 30.000 một cái nhá. Cái lên mã giúp cho em sẽ là lên mã giúp em sẽ là bàn cạo râu xanh hoặc là bàn cạo râu kiểu dạng cổ điển đều được, là 30.000 nhá. 30.000 một cái bộ nha. 30.000 một cái, đi kèm có cả hộp hiếc các thứ đầy đủ luôn, là 30.000, rất là đẹp luôn nhá. Đó, nhiều bác cũng rất thích cái dòng này. Về các bác cứ mua dao tem lắp vào là cạo thôi, nó khá rất tiện đấy. 30.000 một cái này. Sản phẩm tiếp theo thì đây, về cho bác một cái mã kìm cắt rất là hay. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh này, này. Đấy, nó khoảng tầm một bàn tay em này. Đấy, cho bác về cắt dây điện, cắt đóm này. Nhiều bác hỏi cái mã kìm cắt này lắm nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì em vô tình lướt lướt thì em đặt được cái lô này, rất là đẹp luôn. Hàng vẫn còn mới thôi nhá. Đấy, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty, còn mới keng. Đó, có cả lò xo trợ lực luôn này. Cái này thì khá là sắc nhá. Em cắt chiều, em cắt dây điện là thứ cắt ngon cực. Đây. Đấy, cắt cho bác cái dây nhựa này. Cái dây nhựa này khá là dày này, cái dạng dây nhựa cói này rất dày, con nhìn này. Đấy, tạch cái ăn luôn nhá. Đấy, em chập đôi luôn này, chập đôi rất là dày luôn này, cắt cho bác coi này. Đấy, đó, thấy không, rất ngon. Cái này về các bác cắt dây điện, dây thép thoải mái luôn, mà nó rất là nhỏ nhá. Các bác mang đi mang lại làm nghề cũng khá là tiện luôn đấy. Đấy, thích, các bác thích sự nhỏ gọn là con này đúng bài luôn. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Đấy, cứ bấm phát là ăn ngay này. Đó, thấy không, đây. Đó, bấm phát ăn ngay, rất ngon lành luôn nhá. Nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cắt sắc lắm, cực kỳ ok. Đấy, rồi có lò xo trợ lực nha. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm vàng nhá, kìm vàng. Cái mã kìm vàng này thì em báo giá luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 30.000 một cây nhá, kìm vàng. Đấy, kìm vàng cắt. Đó, kìm cắt vàng. Kìm vàng đi, cứ lên mã nha, sẽ là kìm vàng đi. 30.000, cái này nó màu vàng thì tôi cứ lên mã kìm vàng cho nó đỡ nhầm mã nhá. Tại nó nhiều mã kìm. Đó, cứ lên mã là cái cây kìm chuôi màu vàng nha. Đấy, kìm cắt nhá, chuôi màu vàng. 30.000 một cây này, cắt bao sắc các bác luôn, mà nhỏ gọn dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, các bác cắt dây điện, dây đóm, dây thép, dây kiếc nào, quá ngon lành luôn. Đấy, làm thợ làm thuyền ok luôn. 30.000 một cây này, kìm vàng nhá. Cái lên mã em sẽ là cây kìm vàng. Đó, 30.000 một cây. Đây. Đó, hàng đẹp chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ để các bác nạp từ này, khử từ này. Đấy, dùng cho những cái đầu tô vít các thứ này. Đó, cái này thì khá là hay nhá. Nó sẽ có đầu cộng này và đầu trừ. Các bác muốn nạp từ thì các bác cho vào cái này, các bác xoay. Đấy, cho cái đầu tô vít đây các bác xoay. Đấy, xoay vài vòng nó sẽ nạp từ. Còn các bác muốn khử từ thì các bác cho vào cái đầu trừ này. Đấy, các bác cứ xoay này, xoay tròn cho vào, các bác xoay tròn để cho nó khử từ đi. Đó thì cái này em bán cho bác là 10.000 một cái này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để nạp từ, khử từ nhá. Đấy, nạp từ, khử từ. Nạp từ đấy, nạp từ, khử từ này. Giá của nó sẽ là đi 10.000 một cái này. Đấy, 10k thôi. Đấy, bán giao lưu cho bác thôi nhá. Chứ thực ra cái hàng này không có lãi đâu. Em bán cho bác thêm rồi cho các bác có cái mua. Đó, 10.000 một cái này các nhá. 10.000 một cái này. Dụng cụ để các bác nạp từ, khử từ cái đầu tô vít nhá. Đấy, dấu cộng đây. Muốn nạp từ thì các bác cho vào cái vòng xoay ở giữa này. Đấy, cho vào các bác quay tròn tô vít này. Đấy, còn các bác muốn khử từ thì cho vào cái chỗ hở bên trên này. Đấy, nó có dấu trừ thì cho đây để các bác khử từ đi. 10.000 một cái này các bác nhá. 10.000 một cái thôi. Nó cũng rất là hay. Đấy, rất là cần. Ví dụ như là các bác muốn, nhiều khi các bác không muốn dùng từ, các bác cho muốn khử đi. Còn ví dụ như là từ nó yếu, các bác muốn nạp thêm thì các bác cho vào đây. Các bác quay cho nó nạp thêm từ vào cho nó hút vít các thứ, và rất hay nhá. Nạp từ, dụng cụ nạp từ, khử từ nhá. 10.000 một cái.
Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ của cái dây bơm này. Nhiều bác cứ hỏi em là có cái dây bơm để mà thay cho những cái bơm này không. Đấy, vì nhiều bác mua là cái dây bơm chẳng may nó bị hỏng ấy, thì các bác cứ hỏi em là có cái dây bơm bán lẻ không, thì đây, đấy, có dây bơm bán lẻ về cho các bác luôn. Hoặc các bác có thể mua về thay những cái con bơm ở nhà mình nó bị hỏng dây. Đấy, các bác mua cái dây về cho em để các bác thay nhá. Đây nó có sẽ ren xoáy vào này. Đấy, có ren xoáy, còn đây bên này nó có cái đầu bơm nó cố định rồi. Còn cái này về các bác xoáy vào cái thân bơm mà nó bị hỏng dây, các bác xoáy vào cái thân bơm cũ cho mình là xong, có thế thôi. Đấy, về các bác xài sử dụng nhá. Dây thì nó là dòng dây siêu bền chịu lực rồi. Đấy, chống gập các bác cứ bóp cho em thoải mái này, thả ra cái này về bình thường. Đấy, dây bơm rất là bền luôn nhá. Đó, dòng này thì rất là bền. Cái này thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm nhá. Đấy, dây bơm. Dây bơm thay thế này. Đấy, dây bơm thay thế. Dây mã này thì cái này thì bên em đang bán bác là 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái, 20k trên một cái dây bơm nha. 20k một cái. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm này. Dây bơm thay thế nhá. Đấy, dây bơm để các bác thay thế cho những cái bơm nó bị hỏng. Những cái bơm nó bị hỏng dây thì các bác mua cái dây này về các bác thay vào có thế thôi. Là 20.000 một cái nha. 20.000 một sợi dây nha. Là bao gồm là có cả đầu đĩa các thứ đầy đủ luôn nhá. Về các bác chỉ việc xoáy vào cái dây, tháo cái dây cũ ra, xoáy cái dây mới này vào là các bác xài thôi. Ở đây nó có đã có sẵn đầu đĩa các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, đầu bơm xe đạp, xe máy, bơm cả bơm bóng các thứ luôn này. Đó là 20.000 một cái sợi nha. Đó thì đây. Ngoài ra thì đây quay luôn bác, đó là cái mã bơm tay vàng các nhá. Bơm tay vàng của Stanley Japan. Con này em bán khá là nhiều. Đấy. Nhiều bác chắc biết là không rõ là cái dây bơm đấy ở đâu đây. Đấy, cái dây bơm nó ở đây này. Đấy, nhiều bác là mua bơm về nó các bác chẳng may làm hỏng dây. Đấy. Thì các bác mua cái dây đấy về các bác thay vào đây này. Đấy, còn một cái con bơm hoàn chỉnh em đang bán đây. Con này là bơm tay vàng nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan. Đấy, sẽ có phần đồng hồ đo áp suất này. Rồi là phần thân bơm, chân bơm, đế bơm. Rồi là phần ti bơm này. Đấy, tay cầm để các bác dặn nhá. Con này các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, thậm chí các bác bơm ô tô con thoải mái cho em luôn. Đấy, ép cực kỳ là căng nhá. Ép rất căng, vào hơi rất nhanh mà bơm cực kỳ nhẹ nhá. Các bác nhìn thấy cái ti bơm này rất là to luôn. Ti bơm nó to lắm. Đấy, và rất chắc chắn, êm cực kỳ. Lượng hơi ra khỏe đều các nhá. Đó, về các bác xài sử dụng sắm sửa bơm xe đạp, xe máy, ô tô thì mình là quá ok luôn. Con bơm này thì em gửi các bác, em báo giá bác luôn. Con bơm tay vàng này bên em đang gửi bác là, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng này thì đang có giá là 170.000 cho một chiếc bơm tay vàng nha. Đấy, 170k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng. Đấy, 170k một chiếc thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, hợp lý, chắc chắn lắm. Thiết kế bằng thân kim loại này, hàng hiệu Stanley Japan nhá. Đó, Stanley Japan. Đây có nhìn cái phần chân đế này, thiết kế cực kỳ chắc chắn, rầm rã, nồi đồng cố đá, hàng Nhật này yên tâm về chất lượng rồi, dùng siêu bền bỉ, chắc chắn chất lượng. Và con này em bán khá là nhiều. Đấy, về các bác bơm sử dụng xài gia đình con này là hợp lý luôn. Đây, đấy, bơm tay vàng nhá, bơm tay vàng Stanley Japan, 170k một cái nhá. 170k một cái. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua dây bơm để thay thế thì đang bán với bác là 20.000 một cái dây bơm nha. 20.000 một cái dây bơm để thay thế nhá, 20.000 một sợi. Dòng móc khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn với bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái ren xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi,
10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ, đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác một cái sản phẩm hàng cũng mới tinh tình luôn, đó là cái rũa cưa nhá, rũa lưỡi cưa. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái rũa lưỡi cưa, em báo giá luôn là 30.000 một cái rũa này. Đấy, 30.000 một cái cây rũa chuyên dùng để các bác rũa lưỡi cưa nhá, rũa lưỡi cưa. Cái rũa này sẽ có thông số là 200mm tương đương với lại là 20cm. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 20cm. Đây, cái mặt rũa nó đây nhá. Đấy, nó sẽ gồm rất nhiều những cái đường xước, đường dọc này. Đấy, để về các bác rũa chuyên để các bác rũa mài lưỡi cưa nhá, rũa mài lưỡi cưa. Đó, nhiều bác có hỏi em bảo là có cái rũa lưỡi cưa không, thì đây. Đấy, về một cái lô hàng này. Số lượng ít đâu, không nhá, không có nhiều đâu, chắc vài chục cây thôi. Thì em cũng báo giá nhanh bác luôn là 30.000 một cái cây nhá. 30.000 một cái cây rũa lưỡi cưa nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là rũa lưỡi cưa. Đó là 30.000 một cây. Một cây này thì cái chiều dài rũa của nó vào là 20cm nhá. Đấy, 20cm. Cả phần cán cầm thì nó rơi khoảng tầm 30 các bạn. Đó, rũa lưỡi cưa về để các bác mài rũa những cái con cưa nó bị cồn ấy. Đấy, thì các bác mua cái con này về để các bác rũa lại những cái lưỡi nó sẽ sắc hơn, dùng ok hơn. 30.000 một cây rũa lưỡi cưa các bạn nhá. Bóng đèn thì hôm nay em về nhiều mã bóng đèn lắm các bạn, nên là các bác nhớ mà xem kỹ giúp em nhá. Các bác ưng cái mã nào thì nhớ giúp em nhá, vì bóng đèn thì em về đợt này là nó đều có số watt hết nhá. Đấy, ở trên trên này nó đều có số watt này, thì bên em sẽ bán theo cái bóng gọi là theo cái tên gọi của nó sẽ theo số watt luôn nhá. Đấy, ví dụ như cái con tem nó cầm con này là 15W này. Còn cái con này thì em đây, con này của nó là đi 15. Đây, con này của nó là 10 này. Đấy, 10 này. Đấy, sẽ có mã bóng 10W, 15W, bóng 40 này, bóng đĩa bay này, một số mã thì em sẽ đi vào coi chi tiết luôn. Em sẽ báo giá từng mã một luôn nhá. Con này là con bóng LED 10W này, sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, về nhiều bác rất hỏi cái mã bóng 10W có không thì đây. Về cho bác cái bóng 10W này, về các bác lắp ở nhà vệ sinh này, phòng tắm này, rồi là những cái chỗ nào mà không cần quá nhiều ánh sáng, các bác xài con này cho em, lắp ở ngoài cổng, ngoài đường, cầu thang cũng ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng đèn 10W nhá. Đấy, bóng đèn 10W. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10.000 một cái vỏ bóng đèn 10W thôi. Chỉ có 10.000 một quả thôi nhá. Ánh sáng màu trắng thôi nhá. Ánh sáng màu trắng. Con này là 10W này. Là 10.000 một bóng nhá các bác nhá. 10.000 bóng. Còn cái con 15W này. 15W này thì sẽ có giá là 15.000. Đấy, tính là số watt cho các bác dễ nhận biết nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 15W nhá. Bóng đèn 15W, giá của nó sẽ là 15k. 15W là 15.000 nhá. 15W là 15k. Đó, công suất là 15W đây. Sử dụng điện 220. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Về các bác sử dụng lắp vào cái đuôi phổ thông như mình ok thôi. Đó. Con này công suất là 15W nhá. Giá của nó bên em đang gửi các bác là 15.000. Còn con 10W thì đang bán là 10.000. Đấy, thì các bác cứ suy từ số công suất sẽ ra số tiền luôn. 10W 10.000, 15W 15.000 các bác nhá. Đây, tiếp là bác xem độ sáng này, con này khá là sáng nhá. Khá là sáng đấy. Đấy, con này em đang quay ở trên cái máy quay thôi, chứ còn các bác bật ở ngoài khá sáng quá nhá. Đấy, sáng lắm. Đó, con này là 15W này, rất là sáng này. Đấy, thay cái bóng
10W là cho bác coi luôn này, test luôn bác con 10W này. Đấy, về có cái những cái đuôi xoáy, đường xoáy mà là xài đó mà. Đơn giản, dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, đây. Đấy, con này là 15W đây này. Đó, con này 15W các bác nhá. Nói chung khá là sáng đấy. Rồi bác xài là quá ok luôn. Đây con này 10W này. Đấy, 10W thì nó sẽ tối một chút, đấy tùy nhu cầu nhá. Đấy loại nào thì cứ báo đi em. 10W 10.000, 15W 15.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bóng B2 em báo giá luôn. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 10.000 và các bác mua lẻ một quả thì giá sẽ là 5.000. Đấy, nói chung là các bác nếu mà các bác dùng nhiều thì cứ nên mua theo combo 5 quả một. Đây. Nó là cái bóng đèn, nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V, nó có tích hợp sẵn cái chân USB này. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà cho bạn này. Các bác cắm vô cho em. Đấy, và các bác cấp trực tiếp bằng nguồn 220. Đấy là bóng sẽ sáng có thế rồi, rất tiện dụng nhá. Đây. Đấy, rất là hay. Về các bác làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn trang trí này. Đấy. Rất là tiện. Đấy, nó sử dụng nguồn là cái nguồn 5V nhá, tích hợp sẵn là cái chân USB đây rồi. Về cứ có cái cục sạc điện thoại ấy, nhà mình ấy mà đang bỏ không. Cắm lên cho là cắm vào điện 220, cấp nguồn cái là nó sáng lên có thế thôi. Rất dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Nó đi bóng B2 này sẽ bán nó combo là 5 quả một nhá, 5 quả một. Giá của nó sẽ là 10.000 cho combo 5 quả bóng B2 nha, là 10.000 thôi nhá. Là 5 quả nhà là 10.000 này. Đấy, tính ra vào có 2.000 quả thôi, giá quá bèo luôn. Và nếu mà các bác nào dùng ít, mình mua một quả xài ít cũng được thì giá nó sẽ cao một chút. Một quả bên em đang ở bác là 5.000. Một quả như này là 5.000 nhé. Còn các bác lấy nhiều, lấy được combo 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Mua ít thì chấp nhận giá cao một chút, còn nếu các bác mua nhiều mua combo giá nó sẽ rẻ hơn. Tiếp tục em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. Bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi. Hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này. Rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng. Đấy, có con bình ắc quy lôi ra, cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đây. Đấy, còn đây chủ yếu review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá trong một chiếc pha này, rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây. À, một dây đỏ và dây đen có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé. Đấu sai dây là em chịu các bác nhá. Nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác con này luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá đây. Test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này. Đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Ở đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không, quá ngon lành. Các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa. Đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led
12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ, dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp này là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái hộp giòn cao su 200 cái có nhá. 200 cái giòn cao su này em báo giá luôn, giá cực kỳ hạt rẻ luôn, giá cực kỳ dễ mua luôn. 40.000 một cái hộp này. Đấy, giá gọi là giá bao giá thị trường luôn. Các bác đi check tất cả các loại trên thị trường không bao giờ có cái giá 40.000, giá siêu tốt, hàng là hàng thanh lý công ty rất xịn sò, ok với nhá. Một hộp này sẽ gồm có 200 tiết này. Đấy, có tất cả các loại kích cỡ khác nhau từ to đến nhỏ nhá. Đấy, từ to đến nhỏ này, cỡ nhỏ nhất của nó là 6 x 1.9 này, và cỡ lớn nhất của nó là 30 x 3.1 nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 200 chi tiết, 200 cái giò, và tất cả các loại kích cỡ khác nhau trong một cái hộp nha. Đựng trong chiếc hộp mà chia đều từng ô một luôn nhá. Nó phân chia rõ ràng luôn. Đấy, không có cái nào lẫn với cái nào, nên khi mà các bác lấy, các bác tìm, các bác làm nó rất là dễ tìm, dễ làm luôn, dễ kiếm luôn. Đấy, trong một chiếc hộp nhựa rất đẹp, ok này. Đó, mà giá thì cực kỳ dễ chịu, dễ mua. 40.000 nhá, 40.000. Lên mã cho em sẽ cái hộp 200 giòn cao su 40k hộp nhá, 40k hộp. Đấy, rất ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế video của sản phẩm con này, nó ứng dụng trong rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, các bác cùng coi này. Nhiều lúc em đảm bảo nhà anh em bị dò dỉ nước, đi mua gioăng ở ngoài họ không bán đâu. Vì nếu mà họ bán cái gioăng này thì làm sao mà bán được vòi nước nữa. Mà với cái hộp như này, dùng bao giờ mới hết, vòi nào chẳng vừa. Nhiều nhưng em đảm bảo đủ hàng cho anh em, thiếu một cái thôi, cứ tìm em mà bắt đền. Hộp gioăng này làm từ cao su tổng hợp, chịu dầu, chịu axit, chống các loại kiềm, chịu được nhiệt độ cao. Em thử đốt cho các bác xem đây này. Đấy, như này có mà dùng 10 năm nữa cũng không hỏng ấy. Em còn dùng hết lực kéo nữa luôn ấy, đau hết cả tay mà nó không đứt nổi. Mua hộp này quá lời cho các bác rồi, giá em để siêu dễ chịu. Em đảm bảo. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chỉ có 40.000 thôi, sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Những cái giòn ở trong ống nước các thứ này, rồi những cái phớt phiếc các thứ là các bác rất là cần cái giòn này, nhưng mà đi ra cửa hàng kiếm không có đâu. Đấy, chỉ các bác mua cái hộp này về là có luôn này. Hộp 200 giòn cao su nhá, 40k một hộp luôn. Mã hàng phích dẹt này. Đấy, tiếp tục hôm nay hàng lại về nhá. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác luôn là 10.000 một chiếc không nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt màu vàng trắng này. Đấy, phích cắm chân dẹt màu vàng trắng. Chân của nó sẽ là chân khâu đồng nhá. Đấy, có nhìn này, chân khâu đồng. Cực kỳ dày luôn. Đấy. Đó thì cái con này là đợt này em về được cái lô này nó cũng rất là hay, là nó xoay được này, cái chân nó xoay được. Đấy, nó xoay được, ví dụ như là những cái ổ cắm mà những cái dạng mà ổ cắm chéo như này này. Đấy, những cái dạng chân cắm chéo này là nó vào ngon lành luôn. Đấy, thì các bác xoáy theo đúng cái chiều của nó. Đây, ví dụ đây các bác xoáy theo đúng cái chiều nó là nó khớp vào luôn. Đấy, ví dụ nha. Đấy, là nó khớp vào luôn này. Rất là ngon nha các bác nhá. Đấy, phích cắm thì chân đồng rất dày và cực kỳ ok để các bác cắm các nhá. Giá thì là 10.000. Đấy, bữa trước bác nào mà đang hỏi thì hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh cho em vì cái hàng này bán nó rất là chạy, cứ về đến đâu hết đấy, nên các bác tranh thủ chốt mua luôn cho em nhá. 10.000 một cái này, phích cắm chân dẹt nhá. Đấy, phích cắm chân dẹt 10.000 một cái. Đây, về thì các bác mở cho em cái nắp này ra này. Đấy, xong rồi bên trong nó có cái cực đấu dây vào, có thể là cắm xài thôi. Đấy, dùng những con phích cắm chân dẹt này, các bác cắm nó không bị tèo ổ nhá. Và ví dụ đặc biệt là các bác nào hay dùng những cái ổ điện Nhật, dùng con chân dẹt này cắm là rất hợp lý luôn. Đó. À, đây này, 10A này, 10A 250V. Dòng này nó dòng nhựa cao cấp, chịu tải, rồi là chống cháy, chống va đập tốt nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn, xịn sò, ok luôn. 10.000 một cái nhá. Tiếp theo thì ở đây, lên luôn cho bác, đó là cái lô bóng B2, cũng rất nhiều bác hỏi cái bóng này. Đấy, về các bác có thể làm bóng đèn chiếu sáng này, bóng đèn ngủ này, bóng đèn dạng bóng đèn mini. Đây em bật lên cho bác coi, nó cũng khá là sáng nhá. Đấy, khá là sáng luôn. Các bác dùng làm khá là nhiều những cái kiểu chiếu sáng khác nhau. Đó, đây, khá là sáng luôn. Hoặc là dùng làm bóng đèn ngủ ok có nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bóng này là bóng B2. Mã của nó là vẫn mã như cũ, bóng B2 này.
bóng B2. Cái sản phẩm này bên em sẽ bán ở combo là 5 quả một nhá. Đấy, 5 quả. 5 quả với mức giá sẽ là đi 10.000. Đấy, 10k. Còn nếu các bác lấy một quả, một quả thì giá nó sẽ cao hơn. Một quả thì bên em đang gửi bác là 5.000 một quả nha. Đấy, lấy lẻ một quả nhá. Lấy lẻ một quả nha. Thì là 5.000. Còn các bác mua theo combo 5 quả một thì giá nó sẽ rẻ hơn. 5 quả một thì bên em sẽ bán cho bác mức giá là 10.000. Đây. Đấy, ví dụ như này này, là 10.000 này, 2 4 5 quả luôn. Tính như là vào có 2.000 một quả thôi. Con này nó đây nó có chân USB này. Về các bác cứ có cái ổ điện mà có USB nha này. Đó, các bác cắm trực tiếp cho em, cứ cắm một cái là sáng thôi. Đấy, cứ cắm một cái là sáng luôn, là không cần để các bác rút ra, rất tiện dụng, ok nhá. Đó. À, bóng B2 nhá, bóng B2 5 quả. 5 quả nhá. 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 5 quả bóng B2 này là 10.000. Còn các bác lấy một quả. Một quả bên em tính bác là 5.000 nhá, một quả tính 5.000. Đây, quay tiện qua luôn bác cái ổ điện U3 này. Ổ điện U3 này thì nó có cả cổng USB này, có cả ổ cắm điện luôn này. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhá. Về các bác cắm các thiết bị điện vừa phải là ok. Đấy, ba cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại này, hoặc là các bác cắm cái bóng này vào là nó sáng ngon lành luôn này. Đấy, và những cái cổng để các bác cắm điện này. Đấy, cổng này các bác cắm điện chân dẹt chân tròn cắm hết luôn. Ngoài ra nó có thiết kế một cái công tắc an toàn, lúc nào thì mình dùng thì mình bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho em. Đấy, rất là ok, rất là an toàn, ok luôn. Đấy, cái ổ điện này thì hàng của Thái nhá, hàng của Thái đây, hàng của Thái này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U3, mã sẽ là U3 nhá, U3, giá của nó sẽ là 50.000 một ổ này thôi, chỉ có 50.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 50.000. Lên mã cho em sẽ là ổ điện U3 nhá, 50.000. Còn là bóng B2 thì bán combo là 5 quả một, 5 quả là 10.000, lấy một quả là 5.000 có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã Vit V1 này, cũng đang bán hết hàng, thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Cái cây này thì bên em cũng đang gửi bác giá thì nó cũng rất là bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000 một cái cây Vit V1 này. Đấy, nó nhỏ nhỏ này, đây nó nhỏ nhỏ khoảng tầm hai ngón tay của em nhá. Đấy, nhỏ nhỏ anh xinh, các bác bỏ trong túi quần này, mang đi mang lại rất nhẹ nhàng, vứt cốp xe, lúc nào cần cái mình có cái mình xoáy luôn. Con này sẽ có hai đầu nhá, một đầu chân dẹt và một đầu chân ba ke, để các bác xoáy đủ các mọi thứ luôn. Đấy, các bác có thể đổi đầu vị trí, đổi đầu qua đi qua lại rất ok luôn. 10.000 một cây nhá, 10.000 một cây. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mã sẽ là cây Vit V1 đi. Đấy, Vit V1 nhá. Cái này em lên mã sẽ là Vit V1 này. 10.000 nhá, 10.000 một cái cây Vit V1 này. Đấy, 10.000 một cây. Giá rất là rẻ bình dân, có hai đầu luôn, rất là hay nhá. 10k một cây. Nhỏ nhỏ xinh xinh này nhưng mà có võ nhá, rất chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, đó là cái siêu phẩm mũ da ông già nhá, thì hôm nay hàng tiếp tục về. Đấy, chất liệu là bằng da, rất đẹp luôn nhá. Về các bác đội, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa đông rồi, các bác đội ra ngoài rất ấm luôn. Đấy, các bác thích đội kiểu mũ ngắn thì các bác cụp cái này vào để các bác đội này. Đấy, lên form dáng rất đẹp luôn nhá. Đó, đặc biệt là các bác tầm tuổi già, tuổi trung niên đội cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn các bác muốn ấm thì các bác gạt cho em cái phần chùm này xuống này. Đấy, gạt cho em cái phần chùm tai xuống là ok luôn. Đấy, giá thì em thông báo luôn nhá, thông báo luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mũ da ông già nhá, mũ da ông già. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 60.000. Đấy, mũ da ông già nhá, 60.000 một cái chiếc mũ da ông già này. Đấy, đầu cỡ khoảng tầm 59-60 là đội vừa khít thoải mái luôn. Đây. Đấy, rất đẹp đây. Lên form lên dáng cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, rất ok. Về các bác đội cực kỳ đẹp. Đây cho các bác xem mấy cái ảnh mẫu nhà em đội này. Trong này nó lót một cái lớp nỉ này. Các bác đội mùa đông là rất là ấm luôn này. Đấy, trong nó lót một lớp nỉ nhá. Đội mùa đông là cực kỳ là ấm luôn. Đấy, rất là xịn sò, ok nhá. Đây các bác cùng xem hình ảnh thực tế khi mà đội này. Đấy, lên form rất là đẹp nhá, nhìn rất là trẻ trung. Đấy, mũ da chống nước này, trong lót nỉ nhung ấm này. Đấy, có thấy không? Đội lên không? Đấy, các góc mặt người mẫu chụp này rất đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, có thấy không? Chi tiết đội lên nhìn rất là ok. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 60.000, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái mũ sản phẩm là mũ da ông già. Đấy, mũ da ông già 60.000 một cái này, cũng nhiều bác hỏi lắm. Đây này, đấy, phần này có cả phần cúc khâu đồng này, tạo điểm nhấn rất đẹp luôn. Đó, 60.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về táo đỏ này. Đấy, táo đỏ hàng của Hàn Quốc này. Rất là xịn sò, ok, quả cực kỳ đều to đẹp. Đấy, về các bác trong cái thời điểm này bắt đầu đang vào cái dịp giáp Tết rồi. Đấy, các bác ngâm rượu này, rồi các bác mua về có thể là trưng yến này, rồi là hầm thuốc bắc các thứ này. Đấy, cái này nấu khá nhiều món. Đấy, đặc biệt là các bác nào tiểu đường này, cao huyết áp này, dùng cái này cũng khá là tốt luôn. Đây, quả rất là to và đều nhá. Đấy, quả to rất đều, hàng táo khô chín tự nhiên trên cây luôn các nhá, chín tự nhiên trên cây luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, hàng này bên em đang bán một túi như này là 70.000 nhá, 70.000.
Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cây túi táo khô nhá. Cái túi táo khô 70.000 nhá, 70.000 cho một cái túi táo khô nha. Đấy, về các bác sử dụng rất nhiều món luôn. Ngâm rượu, trưng yến, hầm thuốc bắc. Các bác ăn trực tiếp luôn được, cái này cũng có thể ăn trực tiếp luôn nhá. Đấy, ăn trực tiếp luôn, rất ok. Đấy, về ăn trực tiếp là cứ thế là mình sử dụng, mình lấy ra mình ăn thôi, không cần phải nấu nướng gì cả. Hoặc nếu mà các bác muốn nấu nướng thì mình có thể là hầm, hoặc là trưng yến, hoặc là ngâm rượu. Cái này ngâm rượu ngon lắm, cái này em cũng ngâm mấy bình từ Tết năm ngoái cơ. Đấy, ngâm mấy bình uống rất là đậm, mà thứ hai là uống nó dễ uống, uống êm, uống ngọt, dễ uống nhá. Đấy, cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy thì đợt này bắt đầu là nó giáp Tết nó với lại có hàng lại. Đấy thì em lại lấy về bán với bác nhá. 70.000 một túi được không nhá, 70.000 một túi thôi. Hàng táo khô Hàn Quốc nhá, quả đều to, chất lượng các bác nhá. Sau thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cho bác, đó là cái con vòi nước đôi này. Lên đã em sẽ cái vòi nước đôi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Con vòi nước đôi inox 3x4 này. Đấy, rất đẹp, chắc chắn này, toàn bộ bằng inox 3x4 nhá. Đây, su 3x4 này, phần tay gạt này. Đấy, rồi là phần van xoáy này. Đấy, đây. Đấy, đầu ra này. Đấy, lõi của nó sẽ là lõi khóa đồng luôn nhá, khóa đồng sáng choang luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Về các bác bắt vào những cái gen 21 rồi các bác sử dụng ra thôi. Cái con này hay của sản phẩm này là các bác vào, đấy, vào nước thì khi mà nước nó ra thì nó sẽ ra được hai đường, và hai cái đường này là nó sẽ có hai cái khóa độc lập riêng biệt luôn. Là các bác xài cái khóa nào thì các bác mở cái khóa ra nhá, còn nếu các bác không xài thì mình có thể đóng lại nhá. Hai khóa nó độc lập riêng biệt luôn, không liên quan gì với nhau nên là rất là tiện. Đấy, về các bác lắp, ví dụ là một cái đường nước ra chỗ này, một đường nước ra chỗ kia. Đấy, lúc nào mà mình dùng cái đường này thì mình mở ra, lúc nào mình dùng cái đường này mình mở ra, không dùng thì mình đóng lại cho em nhá. Đấy, nó rất là hay, nó không bị ảnh hưởng những cái đến cái đường nước khác nhá. Đấy, nó một ra hai và nó có hai cái van khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng rất ok, chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Inox 304 và bên em đang gửi bác một cái mức giá thì siêu bình dân, siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi nhá, cái con vòi đôi inox này, đấy, vòi đôi inox 34, vòi đôi nhá, 1 ra 2 này, đấy thì giá của nó chỉ có 60.000 một chiếc thôi, 60.000 một cái con vòi đôi inox 34 này, 60.000 một cây, đấy, sẽ có là hai một đường nước vào và hai đường nước ra nhá, hai đường nước ra là sẽ có khóa độc lập riêng biệt từng đường một luôn, nên là các bác xài đường nào thì các bác mở đường đấy ra là các bác xài được nhá. 60k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là vòi đôi inox 34, 60.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì có luôn, đó là cái mã vòi đơn. Đấy, vòi đơn hay còn gọi là vòi nước V21 nhá. Vòi nước V21 này. Con này thì cũng inox 34. Dòng này thì toàn bộ của nó là inox M nhá. Inox M đây các bác nhìn này. Inox của nó sẽ là inox M nên là nhiều khi nhiều bác hỏi là sao cái inox này nhìn lạ thế, nó là dạng inox M nhá. Bình thường là các bác hay nhìn những dạng inox bóng nhưng mà đây con này, dòng này nó là sử dụng cái dòng inox mà thì nó sẽ bền hơn các bạn, bền màu nó không bị xỉn nhá. Đấy, không bị xỉn đó. Bình thường là những cái con inox bóng các bác hay dùng bị xỉn nhưng con này dùng rất là bền màu đó. Đây, đấy, nó là cái màu inox thật luôn nhá, màu inox thật nên là nó dùng rất là bền màu. Đấy, đây phần tay gạt rất nhẹ nhàng, ok này. Phần gen này, đấy, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen 21, và con này nó sẽ có một đường ra, nó gọi là vòi đơn. Tay gạt rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đấy, khóa rất là êm ru nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái vòi đơn nhá, hoặc là vòi nước V21 được. Đấy, vòi đơn hoặc là vòi nước V21 nhá. Vòi đơn. Vòi đơn này thì tại em đang gửi bác là giá của nó sẽ là đi 50.000 nhá. Vòi đơn là 50.000. Còn cái mã vòi đôi thì đang gửi bác là 60.000, thì các bác cứ lấy mã nào được, toàn bộ là inox 34 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì rất là phải chăng rồi. Bình thường các bác mua cửa hàng những cái con vòi này, bình thường như một cái vòi đơn ít các bác mua khoảng tầm 70 cho đến 100.000 một cái. Đây bên em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Vòi chắc chắn dày, chất lượng lắm. Đó, vòi đôi là 60, còn vòi đơn là 50 nhá. Tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái mã củ chia nước này. Đấy, lên mã giúp xem sẽ là cái củ chia nước nhá. Cái củ chia này thì về để các bác lắp vào những cái đường nước nhà mình. Đó, ví dụ như là các bác lắp vào một cái đường nước mà nó muốn chia ra làm hai thì các bác lắp cho em cái củ này vào. Gen của nó thì cũng là gen 21 nhá, gen 21 này, đây, gen này, ba gen là gen 21 nhá. Thì cái đường này của nó sẽ là đường nước vào này. Còn lại sẽ có hai đường ra nhá. Đấy, hai đường ra. Và cái hay của sản phẩm này là nó sẽ có một cái khóa đây. Đấy. Cái khóa này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa tăng giảm áp lực nước cũng như là khóa đóng nước lại nhá. Đấy, trong tình trạng ví dụ như là các bác cần sửa chữa, đấy, các bác muốn khóa nó lại thì thay vì các bác phải chạy ở đầu nguồn các bác khóa thì các bác khóa trực tiếp ở cái phần đầu này luôn thì sẽ khóa trực tiếp lại và các bác có thể sửa chữa thoải mái nhá, không lo nước nuôi bị văng vãi của các bác đỡ phải chạy đi chạy lại nó mất công. Đó thì các bác mua cho con này về.
nó gọi là cái củ chia nhá, hoặc là cái van chữ T đấy, củ chia hoặc là van chữ T đều được. Cái này thì cũng là inox 304 luôn, đây su 304 nhá. Cái này thì tại em đang gửi bác cũng mức giá là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái củ chia nước nhá, đấy củ chia nước hoặc là van T đều được nhá, đấy củ chia nước hoặc là van T, van chữ T nhá, van chữ T hoặc là củ chia nước, củ chia nước này. À, giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá, cũng là inox 304 đó, 50.000 một cái. À, một đường nước vào và sẽ có hai đường nước ra và sẽ có cái khóa tổng ở đây cũng như là tăng giảm áp lực nước nhá. Đấy, các bác muốn khóa thì các bác khóa vào, và các bác muốn tăng giảm áp lực nước thì các bác điều chỉnh vào cái núm xoay bên trên cho em là xong. 50.000 một cái nhá, củ chia hoặc là van chữ T đều được nhá, 50.000 một cái. Tiếp theo thì cũng là một cái mã hàng liên quan về cái vấn đề linh kiện điện tử này, hỗ trợ hàn nhiễu thứ này gì đây. Đó là cái bộ dụng cụ để các bác hút hút thiếc nhá. Đấy, hút chân thiếc các thứ rồi thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác muốn vệ sinh sạch sẽ cái mũi hàn trước khi các bác hàn thì các bác mua cho em cái dụng cụ để về các bác hút thiếc nhá. Đấy, nó gọi là cái dụng cụ hút thiếc. Đó, thân của nó toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn. Đấy, và đây là phần xi lanh này. Các bác chỉ việc ấn xuống cho em. Đấy thì nó sẽ khớp vào cái phần cò này và bắt đầu các bác muốn hút thì các bác ấn vào đây. Đó là sẽ bật cái ti lên nhá thì nó sẽ hút vào nhá. Hút vào cái lực hút rất là khỏe luôn. Đây em bấm này. Đấy, có thấy không? Đấy, em bịt tay vào cái là nó không thể ra luôn, nó rất là kín. Đấy, phải thả tay bắt đầu nó bị bịch ra nhá, nó rất là ok. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn xuống này. Đấy, sau đó các bác dí vào cái phần cái chỗ các bác mối hàn các bác cần hút thiếc này, bấm cho em cái. Đấy, rất ok, cái lực hút rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn luôn, cái phần ti cái thứ là nó cũng chắc chắn nhá. Đó, đây bấm cái tụt ra luôn. Đấy, đây bấm cái ok luôn. Đấy, hàng này của nó hàng bãi nhá, mới nguyên vỉ luôn đi nha. Đấy, hàng bãi hàng hãng đàng hoàng luôn, rất xịn sò, ok. À, giá thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là 50.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây hút thiếc nhá. Đấy, cây hút thiếc đang gửi bác là 30.000 có nhá. 30.000 một cái cây dụng cụ để các bác về hút thiếc nhá, vệ sinh mối hàn chân hàn cho nó sạch sẽ nhá. Đó, hút thiếc nhá. Ấn xong phát này, các bác dí với cái phần mối hàn này. Bấm cho em cái này. Đấy, hút phịch cái này xong, rất ok. Vệ sinh sạch sẽ mối hàn trước khi các bác hàn nhá. 30.000 một cây thôi. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái eto kẹp mạch này. Đấy, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá, em báo giá luôn. Bên em gửi bác một cái eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ này là 40.000 một cái kẹp eto nhỉ nhá. 40.000. Cái này thì về các bác kẹp những cái đồ dạng đồ nhỏ ấy. Đấy, đồ nhỏ, đồ như ví dụ như là linh kiện điện tử ấy, rồi là những cái đồ dạng linh kiện nhỏ. Đấy, các bác ví dụ tay các bác cầm thì các bác run thì các bác cho đây các bác kẹp vào. Đấy, các bác kẹp vào đây. Và cái con này là nó là dòng eto kẹp di động nhá. Eto kẹp di động thì các bác có thể kẹp vào đâu cũng được. Đấy, kẹp ở chỗ bàn làm việc của các bác để các bác hàn này, rồi các bác di chuyển các bác kẹp ra những cái chỗ mà các bác cần sử dụng thì các bác có thể tháo ra. Đấy, sau đó là cái chỗ nào mà nó khớp vào nó vừa thì các bác lại kẹp nó vào, xoáy nó lên kẹp nó vào. Và cái phần trên này thì các bác kẹp ví dụ kẹp những cái đồ linh kiện này, pin biếc các bác kẹp vào đây. Đấy, ví dụ như này em có những cái viên pin nó nhỏ nhỏ này, bình thường các bác cầm tay thì các bác rất là khó hàn các thứ này thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, các bác nới ra nhá. Đấy, các bác nới ra đây. Đấy, đây sau đó các bác cho nó vào đây các bác kẹp. Đấy, để các bác hàn ví dụ hàn những cái chân pin các thứ này rồi đấy, những cái chân chân con linh kiện các thứ rồi. Đấy, bình thường là các bác cầm tay nó run. Đấy, các bác cho đây các bác kẹp nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kẹp đấy, các bác siết vào là đứng yên như này luôn. Đó, để các bác hàn hiếc các thứ này rồi là sử dụng các bác những cái dạng linh kiện nhỏ. Bình thường là những cái con kẹp eto to nó rất là cồng kềnh thì các bác mua cho cái con kẹp này về rất là hay. Nó chỉ có 40.000 thôi. Lên mã cho em xem cái eto kẹp mạch nhá, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Đấy, giá của nó thì sẽ là 40.000 hoặc là lên mã cho em xem cái eto nhỏ, eto 40.000 được, eto mini. Đấy, bảo bán cho tôi cái eto kẹp mạch eto mini. Đấy thì bên em sẽ biết luôn là 40k một cái nhá. 40k một cái eto kẹp mạch linh kiện nhỏ là 40.000 một cái nhá. Đây. Đây em cho bác xem cái anh em đang kẹp này. Đây nhá, đây ví dụ như cái bàn làm việc của bác đây nhá. Đấy thì các bác sẽ kẹp vào đây nó chắc khư luôn nhá. Và cái phần trên này ví dụ như là có những cái đồ nhỏ thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, ví dụ như là những cái con diode IC rồi những cái phần mạch bảng các thứ rồi các bác kẹp vào đây. Rồi là những các bác sử dụng những cái dạng nhỏ rồi. Đấy thì các bác cho đây các bác kẹp nhá, nó rất là hay, nó dạng mini thôi. Nó nhỏ nhỏ xinh thôi, bằng khoảng tầm bàn tay cho các em thôi này. Đó, thì các bác siết vào nhá. Đây nó có cả cái phần đây là cái phần cái vòng xoay này thì để nó siết là siết cái phần dụng cụ bên trên thì các bác siết nhá. Còn cái phần bên dưới này của nó này,
nó là cái phần cạt vào những cái ví dụ như là những cái phần cạnh bàn rồi là những cái phần cạnh giá các thứ giờ để cho nó chắc chắn để các bác kẹp vào nha. Con này khi mà kẹp vào chắc chắn lắm. Đây các bác dây thoải mái luôn, không ra đâu. Đó, rất chắc chắn luôn. Đó. Đó đây cái sản phẩm này hiện tại em đang gửi bác là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Nó nhỏ nhỏ xinh đi. Đấy khoảng tầm bàn tay em này. Đó, đây. Đây luôn nhá. Đó, 40.000 một cái, khá chắc chắn mà khá là tiện luôn. Về các bác kẹp những cái đồ linh kiện nhỏ rất hợp lý luôn. 40k nhá, 40k. Kẹp Eto. Kẹp Eto Eto kẹp mạch nhá, linh kiện nhỏ 40k một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên em về thêm cho bác một cái ít mã pin, đó là cái pin 9V, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã pin 9V này này. Đấy đây. Về thêm cho bác cái mã pin 9V này, cái pin 9V này dùng khá là nhiều những thiết bị đã sử dụng cái pin 9V này. Đấy, ví dụ như là mic hát này rồi là những cái thiết bị điện tử cũng khá nhiều thiết bị nó dùng cái pin 9V này. Đấy, thì các bác mua cửa hàng thì nó hơi khó, thì mình có thể mua online. Thì bên cửa hàng hiện tại anh em đang bán cái mã hàng này, đó là cái mã pin 9V nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã pin 9V này là 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên cái pin viên pin 9V nhá. Đây đó, 9V này, đó pin 9V nhá. Đây hai đầu nó này mới nguyên siêu luôn. Đó, một viên này là 10.000 nhá, pin 9V là 10.000. còn nếu mà các bác muốn xài cái pin pin 23A coi nhá, 23 12V. Đấy, 23 12V, thì cái pin này là cái pin ví dụ như các bác hay lắp ở điều khiển từ xa nhá, remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị cửa cuốn rồi thì nó hay xài cái pin này này, pin 23 12V này. Đấy, thì các bác mua cho cái pin này. Cái pin này thì hiện tại bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 coi nhá, 10.000. Đấy thì hiện tại bên em đang có hai cái mã pin nhỏ nhỏ con này. Thì là một mã là pin 9V. Đây, đây, mã này là mã pin 9V này. Đó thì là 10.000. Và cái mã nhỏ hơn một chút là cái pin 23 12V. Đó thì bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 một viên nhá. Thì các bác cứ lấy mã nào, xem cái mã nào nó phù hợp với thiết bị mình đang dùng. Đấy, xem nó vừa không hay là nó dùng đúng cái chủng loại pin này không, thì các bác liên hệ bên em bán bác nhá. Thì đây, pin 9V cũng là 10.000 luôn. Đấy, và cái pin 23 12V cũng là 10.000 luôn nhá. Đấy thì hai dòng nó khác nhau nhá, một dòng là viên tròn, một dòng là viên vuông. Đó. Đồng giá là cứ 10.000 một viên. Tiếp cái dòng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này đi đây. Mai tiếp tục bên em về. Đó là cái mã hàng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Con này thì công suất của nó sẽ là 6W nhá, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng thì nó điều chỉnh nhiệt độ từ 200 nhá. Đấy, 200 là tối thiểu, và tối đa là lên tới nhiệt độ là 450 độ C. Đấy, 450 độ C này. Đây, đấy, phần thân này, tay cầm. Đấy, phần đầu mỏ hàn. Cái này đầu mỏ hàn này thì nó có thể thay thế được nhá. Thì các bác muốn thay thế thì các bác xoáy trong cái đầu này ra. Đấy, và các bác rút cái đầu ra, các bác thay thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng nhá. Đấy thì một cái bộ sản phẩm mỏ hàn nó sẽ gồm có là đầu tiên là một mỏ hàn này. Tiếp theo là một cái cục nhựa thông nhá, để về các bác hàn này. Đấy, một cục nhựa thông để về các bác hàn. Và đi kèm là một cái bộ ba cái đầu hàn có nhá, ba cái đầu hàn. Đấy, ba đầu hàn. Và cuối cùng tiếp theo lại là có cả thêm nữa một cái giá đỡ này, và cuối cùng là một chút thiếc nữa. Đấy, chỗ này cũng rơi khoảng tầm 1m thiếc đâu ấy, khoảng tầm 1m đấy. Đấy, cũng khá là nhiều thiếc nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ này thì về là các bác mua về hoàn chỉnh là các bác mua về là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đấy thì full combo một cái bộ mỏ hàn là bao gồm là một mỏ hàn tặng kèm là một thiếc này, một túi đầu hàn này, một cái giá đỡ này, và một túi thiếc như này. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm này thì bên em vẫn đang gửi bác mức giá rất tốt và rất ok luôn. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác một bộ này là 100.000 bộ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, công suất là 60W, sử dụng điện 220, có tặng kèm cho bác là cả thiếc, cả nhựa thông, cả đầu hàn, cả giá đỡ, đầy đủ luôn, là một bộ như này, đầy đủ các sản phẩm như này, là 100.000 một bộ. Đấy, giá siêu tốt của bác luôn, là về các bác chỉ việc mua là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả các bác nhá. Còn nếu các bác muốn dùng nhiều, mua thêm thiếc, mua thêm nhựa thông thì tí nữa sẽ quay chi tiết về thiếc và nhựa thông để các bác có thể tham khảo mua thêm. Còn đi kèm là quan trọng là nó có thêm cả những cái đầu hàn này để về các bác thay thế này. Đấy, nó có những cái đầu hàn kiểu dạng hàn trượt, rồi là hàn đầu to đầu nhỏ này, đầu kim này. Đấy, rồi là có cả cái giá đỡ đi kèm rất là hay luôn. Đấy thì một bộ này là 100.000 các bác nhá, 100.000. Đây coi nhá, đây em nhắc lại một lần nữa này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Với mức giá là 100k là các bác sở hữu cho em là đầy đủ các sản phẩm, là một mỏ hàn, một cục nhựa thông, một giá đỡ, một túi đầu hàn và một cái túi thiếc nhá, là một bộ
combo chọn bộ này là các bác bỏ giá giúp em là 100.000 thôi. Đấy, sở hữu một cái combo này về là các bác chỉ việc xài thôi nhé. Là rất là giá rất hợp lý mà rất là hay. Cái này thì nóng cực kỳ nhanh nhé. Cái này em bán khá là nhiều, nóng rất nhanh. Mà các bác hàn linh kiện điện tử đưa rồi, sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng cho em rất ok luôn. 100.000 một cái bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, 100k bộ. Rồi các bác mà đã có mỏ hàn các thứ rồi, nếu mà nhiều bác muốn mua thêm đấy, mua thêm thì bên em sẽ có bán kèm thêm. Thì đây, hiện tại thì bên em đang có bán kèm thêm cho bác rất nhiều những cái mã hàng liên quan đến về hàn mạch linh kiện điện tử này. Đấy thì có cái cuộn thiếc này, cuộn thiếc 100g nhá, cuộn thiếc 100g, sợi của nó sẽ là 0.8mm, cuộn này là 100g nhá, 100g, nặng xịch luôn. Đấy. Cuộn này thì bên em đang gửi bác giá thì rất hạt rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cuộn đúng nhá. 30.000 một cái cuộn thiếc 100g như này. Bình thường là các bác ra quán xá hoặc là những cái chỗ khác đang bán một cuộn 100g thì ít, nó rơi khoảng tầm 70.000 cuộn. Đấy, bên em gửi bác một cái mức giá rất là hạt rẻ, dễ mua luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc 100g. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác là 30.000 một cuộn thiếc 100g nhá. 100g này thì rất là nhiều thiếc luôn, về là các bác cứ hàn tẹt bô luôn. Đấy, 30.000 một cuộn thiếc 100g nha. Tiếp theo thì sẽ có thêm cho các bác, nếu mà các bác muốn mua kèm thêm, đó là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đây. Nhựa thông thì hiện tại bên em đang có cái hộp nhựa thông dạng nhựa thông chuẩn, nhựa thông tinh khiết các nhá, nhựa thông tinh khiết. Thì đây, đây có nhìn này, trong vắt luôn này. Đấy, nó trong vắt luôn. Đó, hàng chuẩn nhựa thông chuẩn nhá, nhựa thông xịn đấy. Đấy thì một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Nó bên em đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá, 10k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là nhựa thông. Nếu mà các bác muốn mua thêm nhựa thông thì đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá. Đấy, 10k một hộp nhựa thông tinh khiết 100% nhựa thông xịn luôn nhá. Đó, 10k một hộp nhựa thông nha các bác nhá. Rồi qua những cái mã hàng tiếp theo này. Tiếp theo thì có luôn cho các bác đó là cái mỡ hàn nhá, mỡ hàn. Mỡ hàn này thì để làm gì? Mỡ hàn này thì để nó là một cái chất xúc tác để khi mà các bác hàn mạch, hàn linh kiện nó sẽ tạo cái độ kết dính hơn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng thiếc, dùng nhựa thông nó là một phần rồi. Còn nếu mà các bác muốn mà cái mạch hàn của mình nó kết dính mà nó ăn chắc hơn thì các bác bổ sung thêm cho em một cái lọ mỡ hàn này nữa. Đấy, nói chung là cái này thì nhiều bác trong cái ngành linh kiện điện tử thì các bác biết cái dòng này rồi. Đấy, nó gọi là mỡ hàn nhá. Đấy, thì một cái hũ mỡ hàn 30g như này. Đấy, 30g. Hiện tại em đang gửi bác là 15.000 một hũ nhá. 15.000 một cái hũ mỡ hàn nha. Đấy, đây. Mỡ hàn đây. Đó thì về các bác chỉ việc là xài thôi. Nó có đựng trong hũ đầy đủ hết rồi. Là gửi bác là 15k nhá. 15k một cái hũ mỡ hàn có trọng lượng là 30g một hũ nhá. Đấy, 30g một cái hũ mỡ hàn 15k. Đấy. Một hũ là trọng lượng là 30g không nhá. Nói tóm lại thì là cái mỡ hàn này nó là một cái chất xúc tác nhá. Đấy, khi mà các bác hàn thì nó hỗ trợ các bác hàn mạch nó rất là dính nhá. Đấy, cái độ kết dính nó sẽ xúc tác thêm vào cho cái nhựa thông và cái thiếc, nó sẽ tăng cái độ kết dính lên. Đấy, tăng cái độ bám dính của cái mối hàn lên nhá, nó sẽ được chắc chắn hơn. Nói chung là cái này dùng rất hay. Cái này thì chắc không nhiều bác cũng chưa biết, nhưng mà cũng rất nhiều bác biết về cái sản phẩm mỡ hàn này. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi anh em là có cái mỡ hàn này không. Đi đây, đợt này về được cho bác một cái lô mỡ hàn rất là ok. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đó, 15k nhá, 15k một cái hũ mỡ hàn 30g nhá, 15k hũ thôi. Giá rất là bình dân, mà nói chung một cái sản phẩm cho anh em thợ hàn, rồi các bác ở nhà hàn mối hàn với hiếc, các bác dùng cái mỡ này các bác hỗ trợ cái mối hàn nó chắc chắn hơn, rất ok luôn. 15k một hũ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên em tiếp tục về cho bác cái mã đó là cái cây kìm xanh, hay còn gọi là cái cây kìm để các bác về cắt chân linh kiện nhá. Đấy, cái này thì dùng trong ngành điện tử, đấy, linh kiện điện tử các bác mua về dùng, chuyên dùng để các bác cắt chân linh kiện nhá. Đấy, rồi ngoài ra thì các bác có thể mua về để mình cắt móng tay móng chân đều được luôn, rất sắc bén nha. Con này thì các bác có thể cắt dây điện này, rồi là cắt những cái con linh kiện, chân linh kiện. Đấy, để các bác thay thế rất ok luôn. Giá thì bình dân thôi. Ở đây em về lô mới và cũng đang giảm giá xả kho bác luôn. Bữa trước thì cái cây kìm xanh này đang bán là 40.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có 20.000 một cây đâu nhá, 20.000 một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm xanh để các bác về cắt chân linh kiện nhá, cắt dây điện gì đó một thứ rất ok, sắc bén cực kỳ luôn. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây. Giá siêu hạt rẻ đây. Các bác nhìn em cắt này, em bấm đây. Đó, rất sắc nhá, còn này bấm cực kỳ ngọt luôn này. Đấy, nó như kiểu bấm móng tay các bạn, như kiểu các bác bấm móng tay ấy. Đấy, các bác bấm dứt khoát này. Đấy, là ăn ngay luôn. Đấy, các bác về bấm dây điện rất ok, bấm cực kỳ ngọt nha. Đây em bấm phát nữa này, các bác nhìn này, bấm đó, thấy không, rất là sắc bén đó. Đó, thấy không, các bác mua về bấm dây điện, bấm chân linh kiện điện tử rất là hợp lý rồi. 20.000 một cây thôi, 20.000 một cây. Lên mã em sẽ cái cây kìm xanh hoặc là cây kìm cắt chân linh kiện điện tử nhá, 20k một cây nha.
số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn. Đó thì đây lên luôn cho bác, đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn của Kaboshi. Em báo giá luôn, cái cây kéo cắt tôn hiện tại em gửi bác giá sẽ là đi 160.000 một cây nhá, 160.000 một cái cây kéo cắt tôn của Kaboshi này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn. Đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ này. Bây giờ cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt và nó có cái lò xo trợ lực này. Các bác bóp vào, còn khi mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn các bác nhá. Đây. Cắt thử bác coi này. Con này cắt thì siêu ngọt luôn, các bác nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá các bác nhá, chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó cứng này, các bác còn dễ cắt nữa. Đây này, em đang cắt giấy này. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Đó, đây. Lưỡi thì siêu sắc bén. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Kaboshi nhá, 160.000 một cây. Đấy, 160.000 một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước, kìm cắt ống nước nhá. Về để về các bác thợ thuyền, anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước niếc các thứ rồi. Bình thường là các bác cứ phải dùng cưa dùng kéo thì các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây các bác bấm như này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bạn. Đấy, cắt nó rất là mịn. Đây bây giờ em sẽ cắt bác coi. Đấy, đây các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba via bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó bị cái ba via các bác phải đi mài miếc và làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công mất thời gian. Các bác mua này, con này cắt rất là ngon, ngọt dễ cắt nhá. Mà nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về, tức là các bác cứ cắt làm sao mà các bác cắt là cái cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42, 27, 21 các thứ, 34 là các bác dùng con này chém chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình điện dân dụng mà các bác xài theo con này là quá hợp lý rồi. Đó. 100.000 một cây nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá. Kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100.000 một cây. Bộ lấy ốc gãy này. Đấy, bộ lấy ốc gãy 5 mũi này cũng của Kaboshi. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ốc gãy nhá. Giá nó thì bình dân thôi. 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài cho bộ này. Đấy, về các bác có những con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi các bác không thể làm gì được, để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho em một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào. Đấy thì nó tạo cái cơ chế hoạt động của nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Kaboshi, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30.000 thôi. 30.000 đây, ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này. Đấy thì các bác sẽ khoan ra một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy cái con này ra. Đấy thì nó theo cơ chế gen ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá. Bộ lấy ốc gãy 5 mũi nhá, 5 mũi to nhỏ 30.000 một bộ. Em đem luôn cho bác mà hàng đó là cái đèn học chống cận này. Đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng này rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 một chiếc đèn học chống cận nhá. Đó, 70k. Mà cái con này rất là hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong những trường hợp mà mất điện này nhá. Đây, mời các bác coi hàng mới như hộp này.
đi kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này đó, về các bác mở nó ra đấy, nó có thể gấp gọn với nhau và lúc nào dùng được các bác mở ra. Cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này, đấy cụp vào này, đấy tùy chỉnh nhé các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá, đấy cụp lên cụp xuống rất hay luôn, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đây giờ em sẽ bật đèn và coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi, các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút cái biểu tượng này các bác bấm này, đấy nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1, 2, 3, 2, 3, đấy nó sẽ có một cấp độ sáng này, 2 này, 3 này, đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính nên là khi mà các bác sử dụng các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn led các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay nó bị đau mắt quá. Đấy các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó. Và cái nút này đây này, đấy cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá. Đấy các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các con. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy thì về các bác dắt vào sau này. Đấy ví dụ như lúc nào mà có bút biếng thứ ta. Đây ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em, thế là xong ok nhá. Đấy, vào đây đèn này thao tác một chạm này rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá, vừa đủ để các bác thoải mái tâm làm việc luôn. Đấy để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, đấy ngửa lên cụp xuống ngon này kìa, nào rất chắc chắn ok luôn. 70k nhá, lên mã duy em sẽ cái đèn học chống cận nhá, có tích điện có nhá, có tích điện dùng trong trường hợp mà là mất điện mất bóng cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân rẻ luôn mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận tiếp ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió Singapore rất xịn sò ok cho bác luôn, giá cực kỳ bình dân chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đó em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy LAUSA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nên yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp các nhá. Đấy hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được các nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá.
về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000, giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá, keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây, keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này, một típ keo hai thành phần như này là 40.000, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Cho bác mấy hàng rất là mới, rất là hay, đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào đó, thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt, nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá, và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào, thì các bác sẽ gập vào, thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ,
thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nhá. Đó, rất là hay. À 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Hot này. Đó rất nhiều bác hỏi hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái hộp giòn cao su. Đấy giòn cao su 200 cái này, đấy, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. À, em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy lãi tình cảm các bác thôi. Đấy các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy 200 chi tiết nhá. Cái giò này rất là cần thiết này. Đấy mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy cần rất cần những cái giò này để các bác thay thế này. Đấy nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy rất là ok. Mà cái giò này rất là dai nhá. Đấy nó không phải những dạng giò thường. Đây giò các bác nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy các bác cứ kéo thoải mái nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giò cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhá. Đấy vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về cứ vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái mặt tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Đấy, gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng đây. Input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, đi đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy cổng kết nối USB này. Các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhá các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy pin 18650 em đang bán đây.
Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20 ngàn một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài. Và cái nguồn của nó rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30 ngàn một cục. Đấy các bác nhá, 30 ngàn một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình nhận sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20 ngàn một viên không nhá. Đấy, 20 ngàn một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20 ngàn nhá, một viên này là 20 ngàn. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60 ngàn. Đấy các bác nhá, 60 ngàn một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30 ngàn các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90 ngàn một viên, 90 ngàn một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá này rồi, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này là cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn, các bác sạc một lần các bác xài từ một tháng cho đến nửa tháng luôn, pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi.
Đây, em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, con nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ cho bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90.000 một con.